cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục đi câu cá bóng nữa nghe cả nhà. Đó, nay nước mình thấy nó cũng mới cạn nè, rồi mình đào trùng rồi mình câu nha. Mình đào nãy miếng trùng rồi. Rồi để mình câu rồi mình quay cho cả nhà xem nha. Mình thấy dưới đây còn cá bóng nha cả nhà. Dính dính con cả nhà ơi, quá đã. Đó, thử con nghe cả nhà, quá đã, quá im. Dính. Đó. Đó, đừng còn nghe cả nhà. Đó, quá im rồi đó. Quá đã. Mình thấy con còn cá bóng đó nghe cả nhà. Dính. Đừng còn nghe cả nhà, quá êm, quá đã. Coi còn con nào nữa không? Chút nữa. Mình thấy đây con cá bóng nghe cả nhà. Nè, con này nè. Quá. Đừng còn nữa cả nhà ơi. Đó. Quá im rồi. Quá đã. Coi còn con nào nữa không? Thấy đây con còn cá bóng nữa nghe cả nhà. Chưa đứng rồi nghe. Dịch. Đó, đừng có nghe cả nhà. Quá im. Giật đá tay sao á. Quá đã. Để coi còn con nào nữa không. Thấy con còn cá bóng đó nghe cả nhà. Đừng con nghe cả nhà.
quá đã, quá im luôn, cá đã không, cá bóng ngon ngon luôn. Coi còn con nào nữa không, thấy đây con cá bóng đó nha cả nhà. Đó, đừng còn nha cả nhà. Đó, đừng còn cá bóng nữa cả nhà. Quá đã. Đừng còn cá lóc nữa cả nhà. Cá lóc cũng nhỏ, không bự. Quá đã, dính được con cá lóc luôn. Không dữ. Cá lóc ăn lẹ thiệt. Đó, mình thấy ở đây có con tôm vậy cả nhà. Đó. Nó chạy, đừng gọi nghe nó kìa. Con nhẹ vô. Đúng rồi. Chưa, khoan, từ từ. Đó. Đúng rồi. Đang. Đi nha, nó dãy cho kịp cái đuôi á, đừng cho cái đầu. Đúng rồi. Dính chưa? Đúng rồi. Đâu? Đưa lên coi. Đưa lên. Quá đã. Quá đã cả nhà ơi. Đựng con tôm cả nhà ơi. Đâu. Đã nè. Ủa. Quá im cả nhà ơi. Thấy được con tôm. Quá đã. Tôm cá lóc gì luôn nha. Tôm cá lóc nữa, nãy giờ mình câu được nhiêu đây cả nha. Đó. Đừng con tôm nữa. Quá ngon rồi. Mình mới phát hiện đây cái đường con tôm nữa nghe cả nhà. Rồi mình quay cho cả nhà xem nha. Từ từ nha. Đó. Đây bác ơi. Nói cả nhà. Trời. Dính không? Dính. Quá êm mà dính. Dính cả nhà ơi. Quá đã. Đâu được rồi. Đó. Con con nữa cả nhà ơi. Quá êm mà. Trúng lắm rồi. Đó, đừng con tôm đó nghe cả nhà. Đó, hai con. Quá đã. Đó, hai chú. Để mình gọi coi còn con nào nữa không nghe cả nhà. Nó dắt này con tôm dưới đây nghe cả nhà. Cũng bự á, đắp bờ lại anh bắt nó luôn. Nó nằm trong đây nè. Rồi đó mò dài lên. Mò dài lên trái dừa đó Phụng. Kìa bên góc bển đó, thử. Dính chưa? Đưa đây. Đâu? Đưa đây cây. Rửa đây là nắm, đưa tao nắm cái. Đây. Đó, quá đã, đây. Ủa, con tôm quá đã cả nhà ơi. Quá chứ đã. Không cũng trọng, có sức trọng. Quá im. Quá đã cả nhà. Con này con tôm thứ ba đó nha. Quá đã. Nè bụt. Cầm ơi.
Đó, nãy giờ được ba con tôm nghe cả nhà, với được nhiều cá bóng nha, riêng con cá lóc cũng hơi trọng trọng chút rồi. Đó, quá đã cả nhà ơi. Bữa nay đi câu cá bóng vừa gặp tôm quá đã luôn. Thấy đây con còn cá bóng nghe cả nhà. Dính luôn cả nhà ơi. Quá đã rồi. Đó, đường còn cá bóng nghe nha. Quá im. Thấy ở đây con còn cá bóng nghe cả nhà. Dính nghe cả nhà. À, đừng còn nha. Quá đã. Thấy đây con còn cá bóng nghe cả nhà. Cá bự quá sức. Chạy đây. Dính. Đó. Đừng con nghe cả nhà. Quá đã. Rồi còn con nào nữa. Giấc này mình cũng nghỉ câu rồi nha cả nhà. Đó, mình câu được mớ cá. Với được bắt được ba con tôm nữa nha cả nhà. Con tôm cũng càng quá đã cả nhà. Quá im. Ba con. Quá đã. Câu cá bóng mà gặp tôm bắt tôm luôn cả nhà. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đây luôn nha cả nhà. Thì cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha. Quá hiền cả nhà.